Ý, em thấy ở tiệm mới về chiếc này nữa kìa. Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Ở tiệm có nhìn thấy chiếc nào mới về là em quay, đăng liền luôn hả? Có vẻ như trong chiếc này cũng còn ngon lắm hả? Dạ, vậy bây giờ em xin phép đi vào quay từng chi tiết ạ. Chiếc đầu tiên là chiếc chat này. Video hôm trước em đã có quay rồi, nhưng chiếc này của Trung Quốc ạ. Còn chiếc Finaledo màu xanh đen bên kia em cũng có quay rồi, nhưng hiện tại bây giờ vẫn còn ạ. Chiếc trắng trắng đỏ đỏ ở bên kia, hôm nay em sẽ quay đăng chiếc này ạ. Hình như chiếc trắng trắng đỏ đỏ này là thương hiệu của Mỹ thì phải. Chào quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo nhé. Còn chiếc Finaledo này đang bán với giá là 154.000 yên năm 2012. Mang bộ rút ô tẹt ra, size là 46, cho các bạn cao 1m60, 1m70 là chạy vừa chiếc này hả? Chiếc này lúc mới ra bán nhiều tiền lắm, khoảng 73 triệu mấy trăm ngàn đó. Dạ, còn bây giờ tiếp tục em qua chiếc kế bên đây, trắng trắng đỏ đỏ này là có vẻ như thương hiệu của Mỹ thì phải. Trông thấy nó cũng còn mới rơi, yên xe cũng còn mới tinh hả? Để xem chiếc này hồi năm nào đây? 2018 hả? Đang bán với giá là 132.000 yên, size XS, 2x11, cao 1m60, 1m70. Còn ở trên đây không có ghi giá mới của chiếc này. Dạ, rồi bây giờ bắt đầu em quay từ cái yên xe. Đây, cái yên xe trông còn mới lắm. Đó, mới tinh hả? Mới chát luôn. Còn khung sườn ngang của nó đây ạ. Khung sườn trông còn đẹp ghê. Giò dĩa thì cổ ô tẹt ra luôn rồi. Rồi tiếp tới em quay cù đề nha. Cù đề cũng cổ ô tẹt ra luôn. Lip. Trục ở chính giữa là Shimano. Thấy khung sườn phía sau cũng không có trầy. Còn cặp càng trước của nó đây ạ. Quanh bánh xe còn câm thì dẹp lép hà, giống như cọng lá hẹ vậy. Cổ xe bô tăng và ghi đông, tay lắc treo trên cao quá, chưa nhìn thấy được tay lắc của hãng nào đấy. Còn phía sau của nó như vậy ạ. Trong khung sườn còn bóng ghê luôn. Giò đạp ở bên này cũng u tẹt ra. Để em đổi hướng qua bên đây, quay kỹ vào cái giò đạp này, xem bộ rúp này của đời mấy nha. Thay mấy anh chị chỉ nên quay chỗ này rất quan trọng nè.
nhìn thấy được chỗ này là quý anh chị đoán được chiếc này có giá trị bao nhiêu liền. Nên mình phải quay ngay đây thật kỹ mới được. Vẫn còn một chỗ nữa chưa nhìn thấy, không biết có bị lai hay không. Đó là bộ tai lắc. Đây rồi, bộ tai lắc này là nguyên một bộ rúp của nó luôn. Ù tẹt ra, không có lai rồi. Bên này cũng vậy. Vậy chiếc này có sai 46, cũng nhỏ, là vừa bên mình xài lắm nè. Chứ còn thấy mấy chiếc khác sai rất là to, 52, 54 rất là nhiều luôn. Ít khi nhìn thấy sai 46 này lắm luôn. Hình như thấy mấy dòng xe của nước ngoài toàn là sai lớn, sai to đùng đùng luôn à. Còn mình đang tìm ở dưới lườn chỗ này coi có Made in China gì không đây. Dạ, không thấy rồi. Dạ, quý cô chú anh chị ơi, em quay đến đây cũng giáp dòng xe rồi đó. Và bây giờ em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn cần thì cứ liên lạc qua Zalo với em nhé. Em sẽ chụp hình gửi cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem thật kỹ lại một lần nữa. Dạ, còn bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cô chú, anh chị em và các bạn đã luôn luôn dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn thật dồi dào sức khỏe và chọn cho mình được những mẫu xe vừa ý, hợp với cơ thể mình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị và các bạn trong video tiếp theo ạ.